chương 9. Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ thì không cần viết thêm cho anh em nữa. Vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình về anh em với người Macedon, nói rằng người Achai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã dục lòng nhiều người khác. Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều này, và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. Tôi e rằng, nếu người Macedon đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng? Còn anh em không kể đến. Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em, và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng. Ai biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng, Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng. Trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy, chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại siêu nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời, vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ, cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.